Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh GEARVN. Vừa rồi chúng ta đã có những cái CPU thế hệ mới, thế hệ thứ 11 từ i5, i7, i9. Và chúng ta cũng biết đó là những cái bài test nhiệt độ, thấy rằng nó đã bị quá nhiệt từ phiên bản Core i5. Còn bạn nào mà sử dụng i3 thì cũng có thể sử dụng cái tản stock của nó cũng được, không sao. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ thử lấy một cái tản nhiệt nước, nó cũng khá là bình dân thôi, một cái all-in-one khoảng tầm 1.6 triệu tới 1.7 triệu, nó là cái Deep Cool Gammaxx L240 ARGB. Thì nếu như bạn nào có nhu cầu xem thử là cái tản nhiệt nước này nó có hoạt động được với những cái CPU mới hay là không thì video ngày hôm nay là dành riêng cho các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng stress test bằng phần mềm Prime 95 ở chế độ là Blend Test. Chế độ Blend Test này sẽ hỗ trợ cho chúng ta về stress test cả RAM và CPU ở mức độ xung rất là cao. Chính vì thế nên mình cũng không bao giờ khuyến khích các bạn sử dụng phần mềm này để mà stress test liên tục. Và đặc biệt thì nó cũng không phải là một tác vụ thực tế cho lắm, cho nên nếu như mà được thì chúng ta cũng không nên sử dụng phần mềm này quá thường xuyên. Quay trở lại với ba CPU của chúng ta có ở phía bên trái, đó là Core i7 thế hệ thứ 11, i7-11700. Giữa bài test CPU Core i7 nâng cao và cao lần trước mình đã có làm và các bạn có thể xem lại ở góc phía bên phải phía bên này, thì chúng ta đã biết được rằng ở mức độ mặc định cơ bản thì CPU nâng cao lại có nhiệt độ cao hơn so với phiên bản cao. Chính vì vậy cho nên là mình đã quyết định đặt nó vào đây để so sánh cùng với hai con CPU i9. Ở giữa của chúng ta đó là CPU i9 nâng cao, cụ thể là i9-11900, và phía bên rìa ngoài cùng chúng ta có i9-11900K. Về phần nhiệt độ khi chúng ta vừa mới bật lên thì lúc nào cũng vậy, CPU sẽ liên tục hoạt động một cách nhanh chóng nhất và khiến cho nhiệt độ tăng lên cao một cách chóng mặt, và lúc này thì quạt mới điều chỉnh thì chúng ta mới có một mức độ nhiệt độ là thấp hơn. Thì nếu như chúng ta có thể quan sát kỹ hơn thì chúng ta sẽ thấy là cả ba cái này đều cho một mức nhiệt độ rất cao, cụ thể hơn là đều trên 90 độ. Đối với phiên bản Core i9-11900K thì có thể nói là lên tới 100 độ luôn và có thể duy trì ở mức là 93 độ. Với nhiệt độ này mình thực sự không khuyến khích các bạn sử dụng một chiếc tản nhiệt nước chỉ có 2 fan. Thì nếu như vậy chúng ta nên nâng cấp lên một cái nào đó 3 fan thì tốt hơn. Còn đối với phiên bản Core i9-11900, phiên bản non ca này thì có một nhiệt độ thấp hơn nhưng cũng không hề đáng kể. Nói thẳng ra thì cũng là khoảng 93 độ. Còn cái kia thì lên tới 100 luôn thì không còn gì để nói nữa. Tuy nhiên nếu như mà các bạn giữ gìn và sử dụng nó ở trong phòng máy lạnh và nâng niu nó hết sức có thể thì vẫn có thể sử dụng được, nhưng mình không khuyến khích. Còn đối với Core i7 thì lại là một câu chuyện khác. Thực ra nhiệt độ của Core i7 duy trì ở khoảng tầm 88 độ là một mức hoàn toàn chấp nhận được. Đôi khi chúng ta cũng có thể là sử dụng nó lâu dài thì có thể hơi lo lắng một chút. Tuy nhiên nếu như phòng của các bạn đang là phòng máy lạnh giống như là phòng của bọn mình đang ở nhiệt độ là 25 độ C thì cũng không phải là một chuyện quá to tát. Và mình nghĩ rằng đối với Core i7 nâng cao đã có thể hoạt động được như thế này thì nếu bạn nào có nhu cầu sử dụng là Core i7 cao và không mong muốn ép xung cũng có thể sử dụng được chiếc tản nhiệt nước này, chứ không nhất thiết chúng ta phải mua một những chiếc tản nhiệt nước 3 fan có giá trị là đắt đỏ. Tuy nhiên về lâu về dài, nếu như mà các bạn có tài nguyên hay là có chi phí hơn thì chúng ta cũng nên nâng cấp lên một cái tản nhiệt nào đó là ổn định. Cụ thể hơn thì trong những bài test CPU gần đây mình cũng có sử dụng một chiếc tản của Deep Cool, đó là Assassin 3, và nó rơi vào khoảng tầm là 2.3 triệu thôi, và nó hoàn toàn ở mức độ là có thể ép xung được nhẹ nhàng. Cho nên là nếu như bạn nào đang có một cái mức độ hầu bao không quá rủng rỉnh thì có thể tạm thời sử dụng chiếc tản nhiệt nước này. Tuy nhiên nếu có thì nên nâng lên một chiếc tản nhiệt lên trên khoảng 2 triệu đồng thì lúc đó chúng ta sẽ có một hiệu năng là đáng kinh ngạc hơn. Như vậy là mình đã test qua một số cái hết sức là căn bản thôi, thì chúng ta cũng có cái kết quả gọi là khả quan đối với một chiếc tản nhiệt nước 2 fan all in one. Tuy nhiên nếu như mà là lời khuyên dành cho các bạn thì mình đã test qua một cái con là Assassin 3. Cái con này chất lượng nó khá là đỉnh ạ, và giá thành của nó là tản nhiệt khí và lên tới khoảng là 2.3 triệu. Các bạn có thể xem lại cái clip ở đây. Đây là vốn là một cái clip test hiệu năng bình thường thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy là cái con đó rất là ngon. Và nếu như mà bạn nào thực sự có điều kiện hơn nữa thì nên mua những cái tản là 3 fan thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều trong cái việc là tản nhiệt. Còn cái này thì xét cho cùng cái giá thành của nó cũng chỉ tới mức đó mà thôi. Đó, và có lẽ video này chỉ nhiêu đó thôi. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi. Còn nếu như mà bạn nào chưa bấm vào đăng ký thì nhớ bấm vào đăng ký và like share video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.